Đây đừng dùng tao. Đi làm đi, đi kệ làm thôi. Không nhiều hết. Mày dẫn tôi đi đâu? Thư đang đau bụng bên này, đừng nói nhiều. Thì Thư đang đau bụng, đến tao. Tránh ra tao đi. Thư đang đau bụng, mày đứng lại ra. Thư đang mày đau bụng thì để tao la, chứ không phải mày la đâu. Mày lại la Thư đi đâu đúng không? Ra mày xuống mày nói chuyện nó. Bây giờ muốn im như thế nào? Mày không thấy chị Thư đau bụng như này à? Kéo nhiều hết. Đi 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 vào xem là chị Thư tình hình như nào. Sao như nào này ngã chứ. Chả biết đứng kiểu gì mà lại ngã được. Đi vào xem nào. Đi vào xem nào. Thư ơi. Thư ơi. Chưa đâu rồi. Đâu rồi. Thư ơi. Sao Thư đi đứng kiểu gì mà ngã vậy? Đi kiểu gì chân như là ngã. Đau lắm không? Đau. Bây giờ chúng tôi lên viện nhá. Sao không đâu mà gọi nó cũng được. Chị trái đấy ý cái gì cả. Đây tay đây. Ô ô nào, đi 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 đi. Tao không chịu được anh kia ạ. Từ tôi để cho ngươi lên viện này xem là tình hình nào. Đi đi đi. Cố lên. Cố lên chị. Bây giờ đi đứng phải cẩn thận. Đi đi. Em lấy xe đây. Lấy xe đi ra. Đau lắm. Lấy xe máy đây. Xe đi. Rồi rồi đi đi đi. Đi kiểu gì mà sao không ấy đẩn. Lúc đấy nó tròn trượt ở đây có nước. Nên là nó trở ra xuống. Không sao, không sao, không sao, không sao được. Đi, đi, đi. Nhanh, 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 nhanh. Quán lên, quán xe đi. Rồi, 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 rồi. Nhanh đi đứng kiểu gì. Ngồi, ngồi đây. Ngồi đây, đưa, đưa, đưa. Khó quá không chung nhỉ. Ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Mày dẫn tôi đi đâu? Thư đang đau bụng bên này, đừng nói nhiều. Thì Thư đang đau bụng, đến tao. Tránh ra tao đi. Thư đang đau bụng, mày đứng lại ra. Thư mày đang đau mày bụng ấy. Thì để tao la, chứ không phải mày la đâu. Mày lại la Thư đi đâu đúng không? La mày xuống mày nói chuyện nó. Bây giờ muốn im ấy như nào? Mày không thấy chị Thư đau bụng như này à? Mày không thấy Thư đau bụng à? Mày lại dẫn Thư ra chỗ linh tinh không? Mày lại dẫn Thư về nhà không? Mày không phải điêu tao. Tao từ nhà Thư đấy để chở Thư đi làm xá đấy, đang đau bụng bên này. Mày không thương Thư à? Hả? Nếu mà Thư đau bụng thật ấy thì mày xuống xe để tao lai Thư nhá, chứ không phải mày ơi, đâu. Mày là cái gì hả? Đây là vợ của tao ấy. Mày là cái gì mà mày bảo là lai Thư hả? Bây giờ mày chứ nói lắm không? Đừng xuống. Bây giờ một là để Thư ở đây. Mày đỡ gì để tao lai. Được. Còn không nhá, không điêu cả. Mày nói chưa? Bây giờ mày im như nào? Tao lai Thư đi, Thư đang đau bụng nhá, tao lai Thư đi chạm xá để xem tình hình như nào, Thư nó vừa ngã nhá. Mày thích chặn không? Mày chả là cái đéo gì mà mày lai Thư cả. Ta là chồng của nó. Chồng á? Mày là cái đéo gì? Mày thích như nào? Biến ra. Tao không cho mày đi hết. Thư đang đau bụng với anh Nghiệp ơi. Chúng mày thử đi, tao xem thế nào. Ôi, để cho tao đi, tao đau bụng lắm rồi, không chịu được nữa. Nếu mày ấy, mày muốn Thư lên bệnh viện ấy, để đấy, để tao lai. Còn không nhá, đừng hòng. Mày có cái tư cách đéo gì mà lai Thư lên? Hả? Tao không có tư cách thì ít ra tao ấy, trước đây cũng là chồng của Thư nhá. Chồng của Thư ấy. Có trách nhiệm. Chồng của Thư ấy, mày không nhìn mày nói câu đấy không có nhục à? Không có ngại à? Mẹ anh mày nữa, trước giờ ấy mày là chồng của Thư bao giờ hả? Hả? Bây giờ ấy mày đéo liên quan gì đến Thư cả, mày nói chồng của Thư mày không có ngại hả? Cả thế giới nó cười mặt mày. Kể cả đây tạm đéo mà tông muốn là mày ra mà Thư đi làm đi em ơi. Đéo gì hết. Mày ép mày nữa. Chà này. Chà này. Thằng khách mày đi luôn đấy. Bố mày đi, đi xem. Mày đi đi xem. Vợ tao mày có bị làm sao ấy. Bố mày bà mày cho đấy. À, con chó này á, anh chị đang đau. Mày đưa được anh. Tao không cho đi đâu hết. Này, mày thương chị Thư ấy, mày để chị Thư đi. Thư đang đau bụng phải không? Trong bụng ấy đang có đứa con của tao. Tao đéo biết là chúng mày mang Thư lên bệnh viện hay là mày mang Thư về nhà mày nữa. Cho lên đấy. Thư phải ở đây. Mày Thư đang đau bụng. Thư đang đau bụng. Thư đang
đang có bầu đau thư lúc ngã lúc chiều này lúc vừa nãy kìa. Đâu đi ra tao xem à? Không có xem trước gì ra. Mày biến ra trong đây. Đi ra để tao nói chuyện với Thư. Mày biến nhà tao không đây. Để tao nói chuyện với Thư. Đừng để tao nói nhiều. Thế bây giờ thế mày có muốn là đưa Thư lên bệnh viện không? Tại đéo trưởng mày. Thư đau thế này. Thư làm sao không Thư? Thư à? Mày có muốn hỏi ra? Để tao nói chuyện với Thư. Tao đéo mượn mày hỏi. Tao đéo mượn mày hỏi. Mày có quyền gì? Hả? Làm sao không Thư? Đi ra để tao nói chuyện. Mày không có cái thái gì để nói chuyện với chị Thư cả. Mày không xin ra. Mày thích không? Mày thích không? Bố vả mặt mày luôn đấy. Này, mày đừng có ngông cuồng thế. Nếu mà Thư đau thật đi thì để tao nói chuyện với Thư. Mày xin viên gì mày phải cản tao. Đéo có thời gian rồi nói chuyện. Bây giờ Thư đang rất đau bụng nên tao phải đưa lên trạm xá luôn để xem tình hình của Thư như nào. Còn tao nói thẳng mày câu này. Cái thời gian mà mày đứng đây ấy, bố mày trạm xá rồi đấy. Còn là mày thích nói chuyện ấy, mày lên trạm xá nói chuyện với tao. Tao đợi ở trên đấy. Để thế nhá, không đi hết. Chúng mày thử đi xem. Tao không cho chúng mày đi hết. Hiệp ơi, Thư ban xin nhờ ra. Anh bắt xe ra. Anh bắt xe ra. Mày cứ đón để anh đi một mình đi. Mày đi đi. Mày đi. Mày đi. Mày đi. Mày đi. Tao chưa gặp cái thằng nào bạn là hỗn nạn như mày đấy, hiểu ạ? Tao đến cái mức này ấy, chúng mày cùng nhờ với tao, tao chảy cối lại. Chúng mày hiểu không? Mày hiểu ấy, đây là bạn vợ của tao. Mày không thao tao được lần à? Hả? Tao đéo thích đấy, mày càng như này tao càng sướng. Tao muốn cho chúng mày ấy đau khổ luôn đấy. Mày không còn tha Thư tao một lần là xin mày đấy. Còn Thư để tao nói chuyện. Tao xin mày đấy. Mày đi mày tha tao lần đi mày được không? Vợ tao đang có con của tao trong bụng ấy. Con của tao đấy. Tao xin mày đấy, mày về hộ tao cái. Xin tao không? Không bao giờ ấy. Mày đi không? Không đi vậy. Mày lúc cút. Hiệp ơi, Hiệp tao đi. Thôi đi vượt ngói cho tao bụng lắm rồi. Ra đi em. Tao đi theo sau nhá, chúng mày không mang đi bệnh viện đấy, đừng trách tao. Mang đi đâu là việc của tao. Mày là bố của tao à? Mày cứ thử mang về nhà. Mày cứ thử mang Thư về nhà xem. Đi đâu cũng gặp một loại hãm như mày. Điên ra để bố mày đi. Đi được sao? Thư làm sao không Thư? Đéo mượn mày quan tâm. Sao cái đéo gì? Mày đi ra, tao đi. Chúng mày nhá, liệu hồn đấy của tao đi sau. Sao cái đéo đi? Không thôi đi, không thôi đi. Mày đéo rồi mày đi sao? Đéo mày đi. Đi 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 bậc tao ấy, thái độ thế, đéo vào cho đi luôn. Còn Thư nhá, đau ấy, Thư cứ để đấy, để tí Hiệp mang Thư lên trên bệnh viện. Tôi không cần, nó không cần anh. Mày không cút ngay. Thư không phải cần cái loại khốn nạn này mang lên trên kia nữa. Ngoan xe đi em, ngoan xe ra kia. Hiệp đi về đi, để cho tôi yên đi. Anh chú ơi, Thư đồ hoa, chú ơi lại. Đây là anh này Thư ơi, anh tao thay mày đi. Đi ngồi lên để bám tay mày đi luôn đây. Mày dừng lại đi. Dừng lại không? Bây giờ chính một sao xuống nhé. Bỏ ra. Đi kìa. Chó lại. Đi một sao xuống. Đi một sao xuống chị nhá. Đây. Đi hai luôn, đi hai. Đi kìa. Bỏ lên nhé, bỏ lên em ra đây. Không, không chừng rồi. Rồi, rồi, cố gắng lên nhá. Hello mọi người, thì như mọi người cũng đã biết thì ngày xưa là Kiên khá là gầy đúng không? Và Kiên rất là trẻ con. Thì sau khi mà Kiên được một bà chị, bà ấy mách cho uống một cái sản phẩm, đó là sản phẩm vitamin tăng cân. Đây là sản phẩm mà Kiên đang uống rất là lâu rồi. Sản phẩm này thì là sản phẩm tăng cân Thái Lan, một lọ của nó là 100 viên nha các bạn nhé. Thì cam kết với mọi người là uống một tuần là sẽ tăng cân. Và sau khi uống một lọ thì sẽ tăng từ 2 đến 8 cân nha mọi người. Thì sản phẩm này thì trẻ con trên 6 tuổi đã uống được rồi, rất là dễ uống. Và bây giờ Kiên sẽ bóc hộp ra và Kiên sẽ uống cho mọi người xem nhé. Ok mọi người này, một lọ của nó sẽ như này. Đó. Bây giờ Kiên sẽ khui hộp ra này. Các bạn uống thì một ngày 2 lần nhá. Mỗi lần thì 2 viên, một viên to, một viên nhỏ. Đó. Đó như này. Một viên bé này, viên một viên đỏ. Kiên sẽ uống luôn cho mọi người xem này. Đó. Cái sản phẩm này thì dành cho những các bạn nào mà ăn lâu năm, mà ăn mãi mà không béo thì các bạn hãy dinh ngay một cái loại sản phẩm này về để uống nhá. Kiên cam kết là tăng cân luôn. Bạn nào mà muốn tăng cân ấy thì các bạn hãy nhắn tin trực tiếp vào Kiên. Đó.
Nếu mà không tăng cân thì Kiên sẽ hoàn lại, trả lại tiền luôn đó. Thì bạn nhắn tin trực tiếp vào số Zalo cho Kiên, Zalo thì Kiên đã để màn hình rồi và cho các bạn xem cái hình ảnh mà hồi trước là Kiên chưa uống này và sau khi uống nhá. Đây, các bạn thấy không, các bạn thấy không đấy, sự gắt gọt không đấy, sau khi uống một cái này có da có thịt, cái này đẹp dai ngay anh em ạ. Đấy, các bạn cứ yên tâm nhá, nhắn tin Zalo cho Kiên. Ok, bye bye.